Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là dịp để cử tri cả nước phát huy các quyền làm chủ, công dân, tự do và sức mạnh đoàn kết. Đây cũng là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để bầu ra đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng Nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Thắng lợi của cuộc bầu cử lần này chính là thắng lợi của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Vì ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của cuộc bầu cử như vậy, nên tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp, tích cực đóng góp công sức, chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Song, vẫn có một số người nhận thức non kém đã có phát ngôn và hành động gây ảnh hưởng không tốt đến công tác bầu cử. Nguy hại hơn, lại có những kẻ vì động cơ đen tối, thậm chí là đứng về phía phản động, tung ra những chiêu bài, thủ đoạn thâm độc hòng phá hoại cuộc bầu cử. Những chiêu bài thâm độc của chúng, dù tinh vi, xảo quyệt đến mức nào thì nhân dân vẫn không khó nhận diện, vạch trần, ví như: một là xuyên tạc ý nghĩa, giá trị tốt đẹp của bầu cử, qua đó phủ nhận bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Âm mưu của chúng là nhằm gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoang mang, hoài nghi trong dư luận, xuyên tạc công tác bầu cử trong đảng, bôi lem chế độ, từ đó gây mất niềm tin của nhân dân với đảng, nhà nước và chế độ, phá hoại cuộc bầu cử, làm cho cuộc bầu cử không diễn ra theo kế hoạch, dự kiến. Hai là tung tin thất thiệt, xuyên tạc công tác nhân sự, lấn sang xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của đảng, nhà nước ta về bầu cử. Chúng trắng trợn nói rằng, việc sắp xếp nhân sự trong đảng cũng như trong quốc hội là sự thương lượng, thỏa hiệp giữa các phe cánh. Ba là lợi dụng sự đảm bảo dân chủ trong hoạt động bầu cử, các quyền hiến định được thực thi trên thực tế ở Việt Nam. Chúng giở chiêu trò tự ứng cử đại biểu quốc hội với mục tiêu cài cắm các phần tử cơ hội chính trị, những kẻ núp bóng dân chủ, nhân quyền vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất để dễ bề chống phá. Bốn là vu cáo Việt Nam đàn áp người tự ứng cử, bắt tạm giam các đối tượng nhằm ngăn chặn việc tự ứng cử. Tham gia bầu cử là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân theo luật định. Bầu cử là cách thức để người dân thực hiện quyền công dân, quyền tự do, quyền dân chủ của mình, lựa chọn đại biểu mà mình tín nhiệm để lo việc nước. Điều gì làm nên sức mạnh, thành công ấy? Chỉ có thể trả lời là sức mạnh chính nghĩa của nhân dân, sức mạnh của quyền công dân, quyền tự do, dân chủ. Bởi vậy, chúng ta hoàn toàn tin tưởng cuộc bầu cử lần thứ 15 sắp tới sẽ thành công tốt đẹp. Các luận điệu xuyên tạc, chống phá bầu cử nhiều đến thế, thâm độc đến thế, rồi cuối cùng vẫn tạ thế thôi. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Cũng vẫn tạ thế.